Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Nhiều, sinh năm 2000, cư trú tại ấp Tấn Thành, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, nhiều đã đi đến khu vực ấp Trung, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thì phát hiện nhà của anh Nguyễn Trung Trí, sinh năm 1991, cư trú địa phương không có người trong nhà nên đã vòng ra cửa sau đột nhập vào nhà lấy trộm một điện thoại di động hiệu iPhone 5S và một bọc đen trong đó có đường hơn 11 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát. Tài sản trộm được nhiều đem đi cất giấu ở bụi cây gần nhà. Đến chiều cùng ngày thì gia đình anh Trí về nhà phát hiện bị mất tài sản nên đã trình báo đối với cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sàng lọc các đối tượng, lực lượng công an đã xác định nhiều là kẻ chủ mưu gây ra vụ trộm nên đã bố trí lực lượng truy bắt tuy nhiên trần văn nhiều đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình vào tối cùng ngày